mà nay ngỡ đi dùng ngoài đường gặp mày gặp mà già em ngục bao lang đưa chuối ra nền nói yêu nà ơi em hạt em mười yêu nà ơi đi ngà dùng nỗi đi chuối ra nền nói u nà ơi ra ở nơi đó có mắng em ngã út em ngã mưa răng chẳng ra nền nói ngày đi chơi rằng con chơi đuổi à gặp mà ba nên à thôi à chơi là nên nói buồn à ơi đã dùng ôi hạt nà chúa em chàng bành lĩnh đôi ô ma lộ ra nền nói em ho chi mòn nhớ kết bàn em kết phương hạt nà chúa chẳng à hơ lì là ba ma lò ra nền nói giang à ai mong à vang à vang trên à chân à giang à ai trông à giang à un từng à đã quen đi giờ anh à buồn à thật hay ráng trang ủn nhà bụi bạc cho lòng em mưa nền ủn mùa thu lung lăng lá hoang hôm nay ủn gặp em trang đẹp im lôi đuổi à vì à như muôn lời tình thương ra nền nói mùa thu không khí trong lạnh nhớ mong rằng em vỡ mà lang chung ý à chung lôi kiệt na đôi kiệt na ha bàn kiệt vương cùng nhau ra nền nói thế chẳng đường nó thì lũ dài đuổi chỉ
gặp lần yêu đâu tiền nền nói em mò anh nhớ hát dùng món lá to gặp mà nhau chùa mặt nơi nó đâu được bạc nhịp kè câu đưa quả ra nền nói thế em đi được đạo giọt đang đợi họ bước sẵn nhà chơi ô hát dùng cũng khá phải hỏi thăm quê quan đất mương hứa đơm ăn nhậu ra dầu họ thật chào hỏi là dân bình thương hỏi to hỏi tường hôn bò em đã hay anh em trang đừng có hoành điệu nó em hỏi thật hỏi tha là hòn đình thế em cố mà thấp lắm à chó nha, người ta im ở rình á. Lặng nhưng đáp lời của em đã em ra. Và kết lúc ơ hết bạn. Mà nhà chút to vậy nè. Đừng trò vào. Vài mặt quê mương của nhậu nền nói mương ủn xa lắm xa nông xa mùa lễ dăm mặt đang quần na đuôi ngàn đeo quả đã nền nói quê uốn nở lắm núi nhiều đeo đường đi khá lai ngoan nghèo quanh nhà con đã nền có cha có khó uốn hôi cùng cha biển rung tươi chim già mình nói cũng cả Yeah.
Trắng mưa trò riêng hiền mạnh nuôn cặp mà kha chun ơi nhì vừa nói quê là un nở chi núi với rừng bao nhiêu gian na khổ đã từng trải qua quê cha hàm na nuôi đứa mà ư chửi ra nền nói nếu à chẳng à chế quê la đơ ngầm mà để nhìn cò cẩn cô nghe na nhìn cái ni kiềm lắm bao về rồi muốn đưa là dù lịch ngoài người đi chơi chung tình hòa bình.
mặt mình em hỏi hát em đi hát bài bài cũng già lên em nói mượn cô ơi
Ôi à ha chi hơi ba nhà hình hồn nói bỏ mặng thương làm nộn át ơi chẳng mà ta uốn thơi ơi anh hơi thương cảm cho uốn đã lỡ câu lời với anh đôi đại chàng răng ở mặt uốn ơi thằng cha uốn địch nhà đà lia làng cung đình ra uốn liền à tôi quy luật rồi uốn hơi chẳng à ngày mọc khu liền à đôi đã ra nền nói hỏi thăm cha mẹ đã xong thăm nhau thăm đun thăm nhà của nhau ra buồn nói cha kinh mê đi ăn mê mèo màu này bên nơi đi ra ồn nói bố mẹ muốn xin ăn bồn ngoài hà là nằm hà là mưa ồn lá ngoài đâu à tiền đã hình ra ồn ra con cả toàn nhà có đi xe dừng gia đình kháng chưa nó ơi năm mà này mưa giảm mà tuổi xuân những uốn chùa có tròn cơm tròn cầu đá đền tròn trường tròn như ngày nó riêng đuổi là uốn nói chẳng có viên tròn chị em những uốn vừa anh ra đi để đi một nhớ mình ủn hoài thầm anh đã lập gia đình hay chùa là anh già ơi hôm nay tôi đẹp răng con thăm mà bàn đứa lễ phương cung đình ta nên nói đôi à hà cung canh người hương à bồ chi hà là chung đường ca thi đã dài
đẹp mà đôi đẹp lừa nụ lối đuổi à chính à được người gặp lần à đâu mà này gặp nhau hát nhiều lời hỏi thăm quê quan gia đi đã chọn này đôi thăm mà hỏi mọi ngày bên nhau ra nên nói gặp mà nhau chưa hoài hết na lời những thời gian đã thời kia rồi đời qua thân cho kịp nôn lôi vừa đẹp mà đôi đẹp mà lừa xa cách một ngả người môi chuồng đôi hồn nói gặp nhau mặt cây tươi rinh cùng với dầu